Chào các bạn, tôi tên là Tri, làm việc tại Thư viện của Trường Đại học Việt Đức. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn ngắn gọn về cách sử dụng phần mềm Zotero để trích dẫn tài liệu và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động. Để sử dụng Zotero, chúng ta sẽ vào trang web của Zotero với địa chỉ này. Và bước kế tiếp chúng ta sẽ nhấp vào Download để cài đặt Zotero. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấp chọn Download Zotero cho Windows. Và bước kế tiếp chúng ta sẽ cài đặt Zotero với trình duyệt web, ví dụ như là Chrome. Sau khi chúng ta cài đặt Zotero cho Windows xong thì nó sẽ có trên Program hoặc là trên Desktop. Và khi cài đặt xong cho trình duyệt web thì nó sẽ xuất hiện ở trên đây. Và chúng ta có thể đưa con trỏ tới và thấy là Save to Zotero, đây là cái biểu tượng của nó. Có thể là chữ sách hoặc là có khi nó sẽ thay đổi cái biểu tượng đó. Ở đây. Và sau khi cài đặt xong thì tự động thì Zotero cũng sẽ được cài lên Microsoft Office. Chúng ta thấy có cái tab Zotero ở đây, Add in ở đây. Trong trường hợp nếu Zotero không được tự động cài lên Microsoft Word thì chúng ta có thể vào plugins để chúng ta cài thủ công theo hướng dẫn ở trên phần này. Chúng ta kéo con trỏ xuống phần Word Processor and Writing Integration và chúng ta nhấp vào liên kết này. Cái đó chúng ta nhấp vào đây. Liên kết kế tiếp Intune link và chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ hướng dẫn cài đặt cho chúng ta cài thủ công nếu mà không tìm thấy Zotero trên Microsoft Office, và đây là hướng dẫn để chúng ta có thể thực hiện theo. Rồi đó là xong về cái phần cài đặt. Bước kế tiếp chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin để lưu thông tin trích dẫn vào phần mềm Zotero. Thì trước khi bắt đầu quá trình tìm kiếm thông tin, chúng ta sẽ nhớ mở cái phần mềm Zotero trên desktop. Còn riêng ở trên trình duyệt web là đã có sẵn ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào trang web của Thư viện Trường Đại học Việt Đức với địa chỉ này. Và sau đó chúng ta nhấp chọn E-Journals Databases. Trong danh mục các cái cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến này thì chúng ta có thể chọn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào theo nhu cầu của mình để tìm kiếm thông tin. Ở đây có hai liên kết, thì liên kết đầu tiên là chúng ta có thể liên kết qua cái đường dẫn của Thư viện Trung tâm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do chúng ta ký hợp đồng với Thư viện Trung tâm, hoặc là chúng ta có thể liên kết đến Cục Khoa học Công nghệ Quốc gia ở liên kết thứ hai NASAT. Ví dụ như chúng ta có thể nhấp vào đây để vào cơ sở dữ liệu IEEE. Và chúng ta đăng nhập vào tài khoản đã được cung cấp khi chúng ta đăng ký. Sau đó chúng ta nhấp vào cơ sở dữ liệu một lần nữa. Tại đây là cơ sở dữ liệu IEEE. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu quá trình tìm kiếm thông tin của mình. Đây là hộp tra cứu đơn giản, tra cứu cơ bản. Nếu chúng ta có cái thuật ngữ, cái lệnh tìm kiếm phức tạp hơn thì chúng ta có thể sử dụng Advanced Search, tra cứu nâng cao. Ví dụ ở đây tôi sẽ thực hiện với cái tra cứu cơ bản. Chẳng hạn như là Search Term là cái thuật ngữ tìm kiếm là Engineering Design. Đây là
kết quả tìm kiếm thông tin của chúng ta với thuật ngữ tìm kiếm là Engineering Design. Tại đây thì chúng ta có thể giới hạn loại tài liệu ở đây, chẳng hạn như là conferences, hay là books, hay là journals, magazines. Và trong khi chúng ta xem kết quả, nếu chúng ta muốn xem thông tin trích dẫn của một tài liệu nào, chúng ta có thể nhấp chọn. Và bước kế tiếp, chúng ta chọn export citations, thì chúng ta chọn ở cái mục risk để xuất dẫn vào phần mềm. Sau đó chúng ta mở file lên, và ở đây hỏi là chúng ta có muốn xuất vào phần mềm Zotero của chúng ta hay không. Chúng ta chọn OK. Đây là tài liệu vừa được lưu, thì ở đây nó sẽ tự nhận dạng ra loại tài liệu. Đây là conference paper, là bài viết ký yếu hội nghị. Bây giờ chúng ta thử đổi sang tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu khác, chẳng hạn chúng ta vào Robert Central. Tại đây chúng ta có thể thực hiện tìm kiếm cơ bản, hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm nâng cao. Và ở đây chúng ta có thể sử dụng những cái lệnh tìm kiếm khác nhau. Chẳng hạn ở đây, tôi có thể đặt thuật ngữ tìm kiếm trong dấu ngoặc kép, ví dụ như là Power System, để giới hạn kết quả tìm kiếm. Tức là nó sẽ tìm chính xác cái cụm từ khóa này. Và chúng ta có thể giới hạn kết quả bằng cách click vào Full Text, chỉ tìm những bài toàn văn, hoặc là chỉ tìm những bài peer review, tức là những bài đã qua kiểm duyệt bởi giới chuyên môn trước khi được xuất bản. Đây là trang kết quả tìm kiếm. Tại trang kết quả này, chúng ta cũng có thể giới hạn lại kết quả tìm kiếm một lần nữa. Chúng ta có thể giới hạn theo loại tài liệu, chẳng hạn như là các cái tạp chí học thuật, hay là giới hạn lại năm xuất bản, hoặc là chủ đề, công ty, tổ chức, vị trí, hoặc là ngôn ngữ, vân vân. Và ở trên kết quả tìm kiếm này, nó đang được sắp xếp theo mức độ liên quan. Tức là những bài viết nào liên quan đến cái từ khóa của chúng ta thì nó sẽ đưa lên trên nhất, và những kết quả về sau sẽ kém liên quan hơn. Bây giờ nếu muốn lưu trích dẫn, thông tin trích dẫn vào phần mềm Zotero, chúng ta sẽ chọn bài báo bất kỳ để lưu vào. Chúng ta chọn, và sau đó chúng ta chọn Save và chọn lưu vào risk, chẳng hạn như lưu vào các phần mềm trích dẫn như EndNote, CTV, hoặc là các phần mềm khác chẳng hạn như Zotero. Chọn Continue để tiếp tục. Và sau đó chúng ta mở file lên để xuất vào phần mềm Zotero và OK. Thì tại đây nó sẽ lưu vào My Library. Tại My Library chúng ta có thể tạo nhiều folder nhỏ theo chủ đề, và chúng ta nắm thả những cái bài báo vào đó. Chẳng hạn như tại đây chúng ta có thể nhấp chuột phải và tạo New Collection, ví dụ như là EIT. Vậy, sau đó chúng ta có thể nắm thả bài báo vào bộ sưu tập đó. Và chúng ta có thể min màn hình này xuống desktop.
Chúng ta đã thực hiện xong quá trình tìm kiếm thông tin, và ngoài ra chúng ta có thể thực hiện tìm kiếm thông tin ở các cái cơ sở dữ liệu khác hoặc các nguồn thông tin khác. Bây giờ chúng ta sẽ thử trích dẫn bài báo và chúng ta tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động. Bây giờ tôi chỉ làm ví dụ mẫu. Ví dụ như tôi có một cái đoạn văn tôi đang viết và tôi có tham khảo tài liệu, tôi sẽ chèn trích dẫn vào đây. Tại bài viết này tôi sẽ chèn những tác giả, những cái nguồn tài liệu mà tôi có tham khảo. Khi tôi chọn Zotero Add Citation thì sẽ có màn hình này xuất hiện, và sau đó tôi sẽ chọn cái kiểu trích dẫn chẳng hạn như là IEEE. Sau đó OK. Và có cái hộp xuất hiện thì tôi sẽ gõ vài chữ cái đầu tiên của tên tác giả chẳng hạn như là SA. OK. Sau đó Enter. Tiếp tục, chúng ta có thể chèn thông tin trích dẫn đến các cái vị trí, đến các cái đoạn nội dung mà chúng ta có trích dẫn, có tham khảo. Và cuối bài viết chúng ta sẽ cho xuất hiện tự động danh mục tài liệu tham khảo bằng cách nhấp vào Add Edit Bibliography. Chúng ta có thể để phía trên là References. Thì tự động tất cả những thông tin trích dẫn, những cái nguồn tài liệu chúng ta có trích dẫn trong bài viết thì nó sẽ tự động cho xuất hiện ở phần danh mục tài liệu tham khảo của chúng ta. Khi chúng ta cập nhật lại thông tin trích dẫn, ví dụ như chúng ta delete bớt, xóa bớt cái thông tin trích dẫn, chúng ta sửa lại cái phần thông tin trích dẫn, thì tự động ở danh mục tài liệu tham khảo sẽ bị biến mất. Chúng ta nhớ delete, sau đó là refresh. Sau đó chúng ta nhấp vào Refresh của Zotero. Ở đây còn hai tài liệu tham khảo. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cách trích dẫn trong bài viết và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động. Bên cạnh đó thì công cụ Zotero có rất là nhiều tính năng khác, chẳng hạn như là trong quá trình tìm kiếm thông tin, chúng ta không lưu được thông tin trích dẫn vào phần mềm tự động thì chúng ta có thể tự nhập vào bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng ở đây. Và chúng ta thấy các loại hình tài liệu khác nhau. Chúng ta chọn để nhập cho đúng loại hình tài liệu. Ví dụ như là book section là một cái chương trong quyển sách thì chúng ta chọn cái này. Thì nó sẽ hiển thị cửa sổ các cái trường ở đây. Chúng ta nhập vào thì tự động nó sẽ được lưu lại. Bên cạnh đó chúng ta có thể nhấp vào, chúng ta kéo tới chữ mò thì sẽ có rất là nhiều loại tài liệu khác nhau, chúng ta chọn cho đúng loại đó để nhập vào. Đối với sách book thì chúng ta có thể lên trang web amazon.com để chúng ta có thể nhập tên sách vào để tìm kiếm, và chúng ta tự động cho lưu vào phần mềm Zotero mà chúng ta không phải nhập vào. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể đồng bộ Zotero với các thiết bị của chúng ta, hoặc là có thể truy cập trực tuyến ở bất kỳ nơi đâu, không hẳn trên máy tính của chúng ta.
Thì do đó chúng ta phải tạo một cái tài khoản trên trang web Zotero. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện các bước đồng bộ. Để xem thêm tài liệu hướng dẫn về cách sử dụng Zotero, chúng ta vào phần Citation and References trên trang web Thư viện Trường Đại học Việt Đức. Trên đây có file tài liệu hướng dẫn về cách sử dụng Zotero rất chi tiết và cụ thể. Đây, chúng ta có thể tải file này về để chúng ta có thể xem lại. Phần hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có cần sự trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ tôi tại Thư viện của Trường Đại học Việt Đức. Xin chân thành cảm ơn.